En, một cái từ bá đạo trong tiếng Anh mà bạn nên biết thì xem mức độ bá đạo của nó như thế nào. Thì en được dùng trong các trường hợp sau đây là với to be, ví dụ như I'm not này, is not này, are not này, thậm chí là hiện tại hoàn thành, ví dụ như have not và has not. Ngoài ra, en còn đi với những cái từ phủ định khác, ví dụ như no, nothing, never, nobody, để làm gì? Để nhấn mạnh cái sự phủ định trong câu. Ví dụ như bạn, I am never gonna let you down. Anh sẽ chẳng bao giờ làm cho em thất vọng đâu, tin anh đi. Rồi, tuy nhiên các bạn lưu ý một điều cực kỳ quan trọng là cái từ en này nè, nó chỉ được dùng cho những người thân quen chúng ta thôi nha. Rồi, nếu như các bạn còn biết những cái từ nào bá đạo như từ en này, hãy để lại dưới phần bình luận giúp mình. Và đừng quên cho mình một like, một subscribe để có nhiều động lực làm video cho các bạn.